Everybody Cost. Trước thì chúng ta bữa trước là chúng ta vẫn đang học về cái bài số 26 đúng không ạ? Bài số 26. 26 tức là đề cập về khía cạnh tức là động từ bị động, hoặc như là passive voice. Và bữa trước chúng ta đã làm xong phần A rồi, bữa nay chúng ta tới phần B. Phần B thì hôm nọ cũng đã làm được một số câu rồi. Câu 1, câu 3, câu 9, câu 11. Phần B chúng ta mới làm được có 4 câu rồi. Rồi hôm nay tiếp tục nha. Xin mời hai vị. Hôm nay chúng ta lên hai vị. Từng hai vị đó là đủ rồi. Rồi mời hai vị phía đầu nha. Chị Duyên với lại chị Phương. Mời hai vị lên đi, thầy sư đọc câu cho được các vị ấy luôn. Mới vô làm câu ấy trước ha, rồi vậy thôi ra 24, dạ 24, câu 2 và câu 4. Stop share đúng không? Dạ. Cái đó nó sát cái cột trên khỏi cái ấy luôn. Câu số 2 với câu số 4 nhỉ? Ca cá. Ca lá. Ca lá, ca lá. Ca lá.
Số. Okay, các thầy dẫn. Các thầy nhắn đi. Đi. Các vị phía dưới cũng làm nha. Rồi, cái này xong hai câu này chúng ta chia ra bảng làm ba. Ba người, ba người. Cho nó nhanh nhanh vậy. Chí. Rồi chúng ta coi nhìn lên bảng câu số 4 nhỉ. Câu số 4 tên là This house is built by the eight carpenters. Như vậy ngôi nhà này đó được 8 người thợ mộc kiến tạo hoặc như xây nên.
Ayangyeho. Kriyanti, cái động từ karoti thì chúng ta có nhiều cái hình thái nha, cho mà cái thể, cho mà cái gì, cho cái dạng bị động này. Kriyati, để người ta có ghi cho mình kriyati. Rồi. Bởi tám quanh đá kỳ hí. Rồi. Áp thá sao cô không chia cô? Áp thá số 8 phải chia chứ. Chia theo cách thứ mấy? Thứ ba số nhiều. Ách tha hí thôi chứ không ách tha hí. À, rồi. Anuttakatta tức là what? Vadakihi. Uttakamma geho. Kriyapada kriya. Kriyapada kariyanti. Giờ rồi. Vittaritapada ayang. Ayang cho geho. Rồi. Ách tha hí cho vadakihi. Rồi. Pass. Còn cái câu của người ta là gì? Chuyển sang câu năng động. Có chưa? Rồi pass thì quá đa kỳ hí. Biết bên đó đi để trung rồi này cái gì đây, cái nhà mà đúng không, cái nhà mà chia theo số 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 nhiều. Phía trên là quá đắc kỳ hí là số nhiều là đúng rồi, nhưng mà phía dưới là số sao nó ghê hôn là đúng rồi. Tự nhiên tôi đang hỏi là tại sao chia cái này chia thành số ít chứ. Số ít là gì? 8 người là 8 trên đây rồi. À. Ôi chà, 6 ngày mà quên rồi à. Rồi câu số 2. Two black horses are bought by the two rich men. Duekala asa. Kiniyanti. Duihi. Dana wantehi burisehi. Cái chữ burisehi thì thực sự mình để cũng được, không để cũng không sao nha, để nó cũng được. Chúng ta sử dụng đá nó quanh tê hí là ám chỉ tức là người giàu có luôn, nó trở thành một danh từ luôn, the rich man. À. Cho nên chúng ta phía sau cái chữ burisehi cũng được mà không để cũng không sao nha. Rồi anuttakatta burisehi utta uttakamma asa kriyapada kiniyanti Vittaritapada Dwe Kala Y cộng với Asta Rồi Dwe Hi Dana Wante Hi Purise Hi Diyanti
Kina gạch chéo A cái đi. Bộ nghĩa cho cái chữ gì? Chắc không? Gật đầu ngon vậy. Chữ này. Cái này là cái gì? Cái này là chủ từ. À, chủ từ là chia cùng cách với lại đối cách mà ở. Xin lỗi. Chia cùng cách với lại cái gì? Bổ túc từ mà ở nghĩa chủ cách ha. Chia cùng cách với bổ túc từ ở nghĩa chủ cách rồi. Asa đúng rồi. Ủa? Phải không? Đúng rồi, bữa trước thì chúng ta sử dụng cái kiểu này. Rồi, như vậy đó là động từ được chia cùng cách với lại cái gì? Chia cùng cách với lại bổ túc từ mà ở dạng chủ cách. Bổ túc từ ở dạng chủ cách như vậy, ở đây bổ túc từ dạng chủ cách chúng ta dùng nghĩa là ghê hô. Mà discount mà sao mà cái danh tí được ta? Discount là phải có ri giá tí chứ hả? Số ít chứ. Ở đây nè, mới là ở đây mới chia theo cái gì? Bất định khứ đó thì chúng ta quay trở ngược về tại đây là chủ từ đây. What ducky này chủ từ. Xuống đi, xuống. Cà rô xí nữa hả? Bất định khứ chúng ta xóa luôn nha. Cà rô thì chúng ta xóa luôn. Cà rí. Cà rung cà rim xuống luôn. Rồi. Wataki nhân từ nam tính nhỉ. Rồi đây chúng ta sẽ coi nè. Câu chuyển thành câu năng động đúng không? Câu bị động tức là cái gì? Nhà này được xây bởi 8 người thợ mộc đúng không? Ai dăng, cái này là chia theo đối cách. Nhà này Caron tế là chia theo số nhiều. Mà ở này là chia theo cách thứ ba. Chủ từ ở đâu? Sa kina ý danh tí rồi kinung purisehi kinung kinung tức là ký cộng na nè ung kita rồi nam tính số nhiều rồi ở đây tức là cái gì tức là hai con ngựa đen được hai người phú gia mua lấy tức là hai người phú gia mua hai con ngựa đen động từ ở đây ký nam tý là người thứ ba đúng rồi đá ná quanh tê cũng được đá ná quanh tê hoặc như đá ná quanh gì chúng ta để cho nó đẹp đó là gì đá ná quanh ta luôn nhé chúng ta còn nhớ quanh tô quanh ta không ta là số nhiều để cho nó cùng với a này luôn nha rồi đuê ca lê ac cái bảng mà đúy số 2 đó chúng ta vẫn là đuê luôn nha đuê hoặc đú quê rồi ký nam tí rồi được rồi bên đây át thá quách đắc kỳ là danh từ nam tính nha y y ai vô quách đắc kỳ danh từ cho nên đó là số nhiều được á văn ghê hăng á văn cô nhìn lên cái bảng mà đại từ nó là á văn hay là gì
Nó chia theo đối cách đó. Cái chữ ý má. Bạn ý má đây này, nhìn lên bảng này. Ý má mà đối cách ha. Đối cách mà ghê há, ở đây danh từ nam tính nó thành là cái gì? Nhìn đây này. Ý măng ha. Mở cái bảng đã để sẵn ra luôn. Ý măng ghê hăng cà rôn tí. Rồi. Dạ rồi. Tầng 2 hay tầng 3? Giờ có thêm người nó đủ rồi đó. Đủ là cặp cặp 3-3 rồi đó. À. Rồi, vậy thì mời hai vị kế tiếp. Dạ. Xong rồi ha, dạ. Dạ. Sư bố nha. Dạ rồi, xin mời một vị kế tiếp nhé. Hai vị còn lại chuẩn bị. Dạ rồi, câu số 5. Câu số 5, câu số 6 luôn nhỉ? Cho hai vị câu số 5, câu số 6 luôn đó. Dạ. Câu số 5 tên là Nichols are killed by the two tigers in that forest. Câu số 6, thou art dragged to the field by those powerful men. Đúng rồi. Mình chép cái đề vô chứ. Phải chép cái đề vô rừng. Đấy, mới có 6. chín con bò cái, bị hai con sư tử, bị hai con hổ nè, hai con hổ chúng ta dùng cái nghĩa gì?
À, đáp khi giá tính D tính dưới chị Duyên, D tính dưới. Câu 1 áp thì câu 1 thì về năm 5 áp thì câu 1 mình làm rồi, câu 4 4 một chút mình làm rồi, là câu 4 thì mình cũng có mới lại câu 3 thì câu 4 cô Loan sửa lại kìa, á văn kìa, nó là ý măng chứ phải á văn nha. Coi câu trên bảng sửa lại.
Các vị phía dưới cũng hoan hỷ làm nhé. Đúng. Rồi chúng ta nhìn lên bảng câu số 6. Thou art dragged to the field by those powerful men. Như vậy tức là bạn bị những người lực sĩ ấy, những người lực lượng ấy ha, kéo ra ngoài cánh đồng. Toàn a cách đi giá sĩ khét tăng tê hi ba lê hi na re hi. Rồi chúng ta dùng ba lá cũng được. Ba lá hoặc chúng ta sử dụng là cái gì? Ví dụ như người ta sử dụng đó cái từ gì? Powerful man, tính từ form. Tính từ chúng ta sử dụng là ba lá hoặc như là gì? Nguyên cái cụm đó chúng ta sử dụng là gì? Ba lá quanh tú luôn. Mà ba lá quanh tú thì chúng ta sử dụng không nguyên cái cụm đó đó. Ba lê hi, na re hi, chúng ta sử dụng là ba lá quanh tê hi ha. Một cái chữ đó luôn. Đó, cho cái cụm đó. Đóng mặt đơn lại, đúng rồi. Đấy. Sử dụng hai từ đó được được. Anotakata darehi. Rồi. Otakama tức là toan. Akhyata tức là akadiya, akadiya si chấm chấm chuyện với chữ D các chị. Akhyata dưới. Đó. Akhyata, akadi rồi. Vitharitapada tức là tehi. Tehi balehi bổ nghĩa cho darehi khetang á. Rồi. Rồi ok, khét tăng là chúng ta nó là cái gì? Nó là túc từ trực tiếp nha, cho cái gì? Nó là túc từ đó theo nghĩa năng động đó. Cho nên chúng ta để xuống phía dưới luôn, tức là vitharitapada luôn. A cách đi giá xí luôn, rồi ổn. Rồi a cách đi giá xí tức là a cách đá. Không, chị phải viết cái kia, ý đổi thành y. Ý đổi thành y đổi bỏ trong mặt đơn đó. À, chỗ đó đó, xử lý chỗ đó. Trong ngoặc đơn là ý đổi thành y cộng với giá thôi chứ không có y cộng cộng với giá. Đóng ngoặc đơn hai chữ đó lại. Rồi giá cộng xí, rồi.
Rồi kế tiếp tức là a cách đùng sẽ a cách đá tí a cách đùng ung na rê hi a cách đá cộng a ung rồi a cách đi ta rồi nam tính số nhiều rồi chúng ta có câu số 5. Câu số 5 tức là nine cows are killed by the two tigers in that forest. Rồi. Nawagona. Rồi 9 con bò. Như thế nào? Mariyanti bị giết bởi hai đuôi hí và dắt ghê hí. Rồi trong cái khu rừng ấy, trong khu rừng ấy con, trong khu rừng là chúng ta chia theo âm hí đúng không? Âm hí mà sao chia theo tê hí chị con? Chúng ta phải là cái gì? Tasmin hoặc như là tâm hí nha. Tâm hí có năm hí. Rồi Anutakata tức là phải dắt ghê hí. Rồi Utakamagona Akhyata Mariyanti Vitharitabada Nawagona. Rồi Nawagona đuôi hí thì cái này. Rồi tê hí. Tâm hí thì qua năm hí nha. Rồi bắt đầu Mariyanti thì là Gona, những con bò đây, những con bò cái đây. Thì Mari, chúng ta để là Mari cũng được. Rồi chính xác Mari sung và dắt ghê ha, viết cho nó ấy tự nó ngữ căng nữa. Và dắt ghê hí. Cái này đó thì chúng ta nên viết nó ra đàng hoàng ha. Chúng ta cộng với cái gì? Ngữ căng gì? Ngữ căng má nha. Cộng với gì? Nè. S thêm vô. Đấy. Đó là thành A. Đây. Rồi Marita. Marita. Rồi Maria cộng Ita. Số nhiều rồi. Ở đây tức là cái gì? Hai con hổ đuôi và dắt gờ. Marenti. Rồi. Rồi. Cái vị trợ xíu. Ừ. Rồi. Xong rồi nhỉ? Câu bên đây xong rồi chụp nhỉ? Rồi. Ở đây tức là those powerful men. Those powerful men tức là những người lực lượng này, người lực lượng ấy. T Palawanto. Rồi. Chúng ta sử dụng luôn cả hai cái luôn nha. Ba là tại phía trên chúng ta cái xài kia kìa, chúng ta cũng phải xài đây luôn. Đó, ba la quanh tô hoặc ba la nara. Rồi chúng ta sử dụng là tú quăng là đúng rồi. Tú quăng a cách đan tí khét tăng. Rồi. Tú quăng. Dạ rồi, xin mời hai vị kế tiếp dạ. Mình có thể mình dùng số nhiều cũng được, mình dùng số ít cũng được ha. Ví dụ như ở đây người ta dùng số ít thì người ta dùng theo động từ số ít. Nếu mà you are mà chúng ta sử dụng là số nhiều tức là các bạn ha, bị những người lực lượng đó họ kéo ra, hoặc như một người bị kéo ra cũng được. Người ta đó là từ cổ vậy.
Thou art, tức là you are. Dạ rồi, xin mời hai vị kế tiếp. Chụp với chị. Còn ai nữa, ta thiếu một người kìa. Chị làm câu số 7 đi, Hương làm câu số 7. Vi chị đi cho làm câu số 3 kìa, câu số 3 chưa làm kìa. Các bạn làm rồi hả? À, rồi vậy là 7 8 luôn đó. Hay vậy mình đảo câu đi hả? Không muốn đảo câu không? Rồi. À, 7 8 đi, à, 7 8 đi. Đã có đề trên đây có sẵn nữa nè, dạ. Đề có sẵn. Tao còn chuẩn bị viết đề đó, đề tôi có sẵn rồi. Viết đề xong rồi bỏ bỏ bỏ. Để cái tay tay chân đó bạn. Viết cho nó trơn đó. Câu số 7, many goods are sold in this village by door to merchants. Như vậy là nhiều hàng hóa ha, được bán ở trong làng này bởi hai người thương nhân. Hoặc như nhiều hàng hóa được hai người thương nhân bán ở trong làng này. Câu số 8, từ you are tired first by the people of the city. You are tired. Yeah. You are tired fast by the people. Ở đây thì chúng ta sử dụng đó là cái gì? Bạn tìm tired fast, đó là khiến cho tired fast cột dạ. Nhìn dư ra chữ R mới chết. Không. Bạn đi giá tí. Chặt thì chúng ta sử dụng là đanh là hăng nha. Cục cứng luôn á. Là hàng L chấm dưới vậy. Chủ từ là gì mà sao chị? Chủ cách là gì mà sao chị mà ban đi giá tiết? Chủ cách là you are mà hả? You are là gì? Hả? À, tâm hê thì chia tâm hê. Mà thứ hai. Ừ, tâm hê số nhiều mà còn xí. Toàn mới là xí chứ. Tâm hê là gì? À. Chị people biết. People. E chị A chứ hả chị hả? E O chứ. E O. Nè cô, nè chị.
Manusia, rồi Manusia tức là dân chúng ha, dân chúng hay được gọi là cái gì, thị dân à, bay thị dân tức là bởi bởi thị dân nha, tức là dân chúng trong à, trong thành này. Câu số 6. Câu số 6 chỉ có một cánh đồng thôi, chúng ta sử dụng là khép tăng nha, chứ không phải khép tê nha. Kéo ra cánh đồng chứ không phải kéo trên cánh đồng đâu, kéo. Hồ Lan nha, chúng ta chia theo khép tăng chứ không phải khép tê. Các vị khác làm đi rồi gõ gửi lên. Thưa sư, không sử dụng cách bảy, sử dụng là khép tăng chứ không sử dụng khép tê. Harim Su.
Thậm chí là đều mà ba cái sách rồi chúng ta coi câu à, chưa mà hả, chưa chuyển sang năng động mà. Cái vị chuyển sang một lượt luôn. Chúng ta sửa cái câu số 8 nè. Câu số 8 ở đây tức là you are tied fast by the people of the city. Rồi, như vậy là tum he ha. Các ông đó là bị thị dân trói chặt. Bị thị dân trói chặt ha, đã bị thị dân trói chặt. Bị thị dân trói chặt. Đó là hang bandi yatha rồi, nagarasta manussehi rồi, anota anotakatta, anotakatta ha. Chúng ta thường là cắt tú hoặc cắt to. Đây là hang, đây là hang là gì? Đây là hang là trạng từ. Chúng ta không để Vitaritapada mà chúng ta để là cái gì? Avijayapada. Không, cái đó thì để cái đó được rồi, thêm hang nữa. Tại vì nó vẫn còn phải cái gì? Nó cần Nagarasa nè, bộ nghĩa cho cái gì? Của cái gì? Nagarasa là Manussehi nha, tức là bởi người dân ở trong kinh thành. Rồi Manussehi này là được chia bởi cái gì? À, xin lỗi, Manussehi chúng ta là Anuttaka. Anuttakata rồi. Rồi, ok. Tương đụng bên rồi. Gạch chéo rồi, cái này phải gạch chéo. Viết sang câu năng động cho sư luôn nhé.
Rồi câu số 7. Câu số 7 ở đây tức là nhiều hàng hóa ha, được hai thương nhân ấy bán ở trong làng. Nhiều hàng hóa ấy. Bá Hu Hí. Nó phải là Bá Hu Hí. Ủa? Hàng hóa số nhiều là Banh Đa Ní. Thì cái kia cũng phải chia theo số nhiều chứ, là Bá Hu Banh Đa Ní. Thì anh kia sai rồi. Bá Hu. Bá Hu thôi chứ. Bá Hu là bá. Chị đang biết là hí về. Rồi chúng ta coi Anuttakatta đây. Và Nijehi. Rồi Uttakamma. Akajata. Vitaritapada. Rồi. Gamasmin ở trong làng, cái gì ở trong làng? Từ mà bộ nghĩa cho cái trong làng là gì? Là bán ở trong làng nha. Rồi. Với cái niyan tí. Quý. Nè nè. Ở đây chúng ta không đề là ngữ căn mà chúng ta đề là gì? Chúng ta đề verb base luôn nha. Ở đây chúng ta đề verb base luôn. Wiki nè. Rồi. Wiki nè. Wiki nè.
Như vậy thì chúng ta phải ghi cái động từ, cái gì, cái từ mà chúng ta bổ nghĩa là gì? Với cái nguyên danh tiếng này chia cùng cách cái chữ gì? Bandhani. Đúng không? Đấy. Rồi cái tiếp nữa ở đây tức là Wikinung. Wikinung là chúng ta chia theo chữ gì? Hả? Hai chữ này là chúng ta chia theo gì? Là cho nên cái này này khi viết á, các vị viết hai cái lượt như này. Kinita. Wikita. Kỳ ta là không có chấm. Rồi. Rồi hai người thương buôn T Đuê Qua Ní Cha Wiki Nàn Tí bán nhiều hàng hóa. Trong làng này bán hù ní, bán đà ní. Dạ rồi. Rồi câu số 7 xong rồi nha. Câu số 8 bán đít thá. Ủa chị, còn cái passive của chị đâu? Cái động từ trên đây cái passive đâu? Passive của nó là cái gì? Bandhiyatha. Bandhiyatha này chỉ cùng cách như vậy. Nhớ nha, vui lòng lát lần nữa lên là ghi, phải ghi cho đầy đủ nha. Chứ không có để mà bôi rồi bắt đầu là phải chèn nữa. Rồi. Ở trên đây là Bandhiyatha. Bandhiyatha với hai cái chữ này. Bandhiyatha, Bandhita. Có nghĩa chữ gì đây? Manusia. Rồi. Bandhiyatha. Manusia. Bandhiyatha. Rồi. Bandhita. Chúng ta còn có hình thái gì nữa? Là Baddha nữa nha. Ở đây chúng ta thêm hình thái nữa nè. Chéo cái nữa này. Có bắt đầu không ta? Như vậy chúng ta phải ghi là căn căn căn
căn DH rồi. Nhưng mà ngay cả trong mà sách đá ni tiếng người ta vẫn sử dụng là cái gì? Ngữ căn đó là ngữ căn gì? Ngữ căn banh đá. Trong sách đá ni tiếng này người ta vẫn sử dụng nè. Banh đá tí đó. Ngữ căn đó là banh đá, banh đá đề. Như vậy mình hình thành là banh đá đó, nó hơi bất ổn. Nếu mà viết thì viết đúng thì chúng ta nên đó là sách đá ni tí đó thì sử dụng ngữ căn này. Nhưng mà để mà có banh đá được á thì nó phải là cái gì? DH thôi, không có chữ N. Nó cộng với gì? Ta. Nó mới thành 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 lên gọi là banh đá được. Cho nên trong trường hợp này đó, chúng ta sách đá thì kẻ sách đá, chúng ta viết của mình. Rồi. Rồi. Chúng ta để đây là banh đá luôn. Mà base của nó. Rồi banh đá ý ta. Thì chúng ta có hình thành lên cái này. Mà cái dạng này đó thì sẽ là cái gì? C3S nam tính tè số nhiều nha. Hả? Rồi còn cái câu năng động ở đây. Câu trên nó bị động tức là cái gì? Là bạn bị những thị dân, các bạn ha, bị thị dân mà trói lại. Như vậy là người ở trong thành phố tức là thị dân nè, những người thị dân là banh đanh tí nè, cục chặt. Chúng ta chia theo là cái gì? Chúng ta chia theo đối cách đó là có đọc hiệu Bali mở ra. Thấy không? Ừ, vẫn là tâm hê ha, tâm hê tâm hê căng. Chúng ta sử dụng là vô cũng được luôn à. Rồi. Dạ được rồi. Dạ xong rồi. Các vị nhớ giùm nha, cái căn bát này nè, từ rồng từ banh đá tí nè, sát đá ni tí hoặc như là từ điển miếng cũng để là căn banh đá luôn, kể nó mà để nhưng mà khi mình phân tích nó ra thì quá khứ phân từ nó là banh đá, chúng ta không thể nào mà có chữ xóa thì chữ n một cách gọi là vô lý được. Như vậy chữ n thường nó sẽ là biến cách từ cái gì? Chữ biến cái hy tá. Rồi tiếp tục dạ. Xin mời hai vị kế tiếp dạ. Xong hay dạ? Xong đi chị. Rồi chưa? Căn ban Ahin đá tí cũng vậy nha. Ahin là cọc ăn á nha. Ban đá tí cũng như vậy luôn. Từ điển hả? Ban đá. Từ điển là ban đá. Sách đá ni tí cũng là banh đá luôn. Quá khứ phân từ nó có banh đá. Quá khứ phân từ đó là banh đá có. Trong kinh điển nó có chữ đó. Mà từ cái quá khứ phân từ đó thì chắc chắn cộng là phải cộng với căn bát rồi. Cộng với tá nó mới ra được như vậy nha.
Cho nên có nhiều lúc mới vừa nói đó là ngữ căn này, rồi cái sử dụng theo kiểu kia, mới vừa dứt ra cái mở ra thấy nó nó nghịch lại cái mình mới vừa nói. À, ví dụ như ở đây nè, ở trong mà Parachika ha, người ta sử dụng là cái banh đá, banh đăng này ha, nó thật sự là bắt đăng đó. Các bạn Srinka nó là bắt đăng, tức là quá khứ phân từ đó. Quá khứ phân từ mà cộng với tăng, cộng với tá đó, nó không hình thành lên là banh đăng được. Nó phải là bắt đăng. Yeah. Bắt đăng hồ tí, nó vẫn có hình thái rồi luôn hả? Bắt đăng hồ tí. Bắt đăng thôi chứ không có banh đăng hả? Bắt đăng này nè, bắt đăng rất là nhiều, tới 107 cái kết quả bắt đá này. Banh đăng cũng 60 kết quả chứ đâu phải ít. Đây người ta cũng là banh đăng rồi luôn. Như vậy sao ta? Banh đăng tí đi. Vấn đề là banh đăng tí. Bandikan bandanti. Có. Ủa, chưa có hả? Nhưng cái bạn này chưa có duyệt à? Bạn này chưa duyệt à? Dưới cái bạn sắp bát rồi à? Rồi thôi xài luôn đi vậy. Có không? Không có bạn. Rồi, con Bahu đây vậy. Bahu đi. Rồi các vị coi ở trong sẽ có chụp gửi trong group rồi nha.
đa niệm 109. Sát đa ba đã sát đa đa tố 109. Sát đa đa tố 109. Chuyển qua câu năng động gì vậy? Rồi chúng ta coi câu số 12. Câu số 12 ở đây là the rice cooked by the slave woman is done by her son and brother and brothers. Cơm mà được người nữ nô lệ, người nữ tỳ đó ha. Cơm mà được người nữ tỳ nấu thì được ăn bởi
con của cô ấy và các anh trai của cô ấy. Anh hoặc em trai của cô ấy. Người ta không có để từ younger hoặc như là elder nha. Nhưng mà younger brother thì chúng ta là em trai. Rồi ở đây tức là cái gì? Động từ ở đây tức là ăn. Động từ chính là được ăn hay bị ăn đó. Bun chi ha tí. Chi cùng cách với cái gì? Chi cùng cách với là cái cơm này. Odano, rồi. Odano này như thế nào? Cook by the slave woman. Da si ya. Rồi. Da si ya bắt cô Odano, rồi. Her, tức là ta ya. Đâu mà gặp ra viết hai chữ ra đàng hoàng, cái chữ chá đàng hoàng cho sư. Không có được gặp vô như vậy. Gì? Từ điển á hả? Đâu ngữ vẫn đâu. Đâu ngữ vẫn làm gì có chữ đó? Đâu? Không, tách ra. Ở đây đó là ba tú ca nha, tính từ thuộc về. Rồi tách ra. Mình đây là danh từ nha. Tách ra đi để cho nó. Yeah. Rồi chúng ta mới có thành chỉ chá, đừng áp vào giấy giá ba đá được chứ. Đúng không? Nó mới phân loại ra, chúng ta đang học phân loại từ nhiều mà. Cho nên chia nó ra. Chá chúng ta bỏ phía dưới thôi. Đó, vậy nó mới ra vấn đề đó chứ. Gộp cho nó đâu có. Hả? Và đúng là tôi.
Được chưa? Rồi chúng ta có câu số 12. Dasiya bakko onanto taya butena batarhi cha bun chi yanti. Rồi. Active ở đây. Active ở đây ha. Chúng ta vẫn giữ lại cái vế đầu luôn. Rồi, Dasiya butto. Bataro. Chúng ta có còn nhớ khi mà động, khi mà cái gì chủ từ á, trong cái câu năng động đó mà nó có chữ chá. Ví dụ như những con bò và con nai thì động từ sẽ chia gì? Chia vào cái chữ đầu tiên. Động từ ở đây là bút, chủ từ ở đây là butto. Thì đây nó sẽ là cái gì? Nó là bun chá tí thôi nha. Nó dựa vào chữ đầu tiên vậy. Yeah. Nhưng mà câu câu của người ta là hả sinh trước rồi mới là brother sau vậy. Rồi. Ăn cơm mà được nấu bởi cô ấy rồi, chính xác. Anut takata. Chá không được để đây. Chá gọi là cái gì? Á và dạ dạ ba đá nha. Rồi ut ta cam má ô đá nô a kha gia ta bun chi gia tí quýt thả rít ta ba đá bắc cô chị ở ô đá nô đa si gia. Đa si gia thì thực sự chúng ta chỉ lấy cái chữ bắc cô thôi là được nấu thôi. Ở đây là bởi cái gì? Bởi người nô lệ. Cái gì bởi người nô lệ? Ta được nấu bởi người nô lệ. Chúng ta khỏi cần ô đá nô đây. Lấy một chữ đó thôi. Rồi ta giá là ấy thì bút tê nó. Rồi, chúng ta còn thiếu cái gì nữa? Áo và giấy giá ba đó. Rồi, giá. Bùn chi giá tí, bùn giá y giá tí. Rồi, ô đá nô. Chia cho ô đá nô rồi, chính xác. Bùn chung và ta thì chia cho cùng cấp với lại bút tê đó. Rồi chúng ta bỏ chá nha, chúng ta đừng ghi chá. Mà khi viết ở đây đó thì chúng ta phải viết ra đầy đủ luôn. Đấy, buôn chung, bút cha, rồi, bút ta, trung tính. Sao trung tính ta? Nam tính chứ. Ở đây chia tới bút, bút tá và ba tá đều là dân từ nam tính hết mà. Số nhiều. Rồi, dạ đúng rồi. Rồi. Rồi như vậy là trống rồi ha. Xin mời một vị kế tiếp luôn vậy. Rồi với chị. Dạ không, kêu một vị lên luôn vậy. Tại hẳn nhiên là lúc nó đang làm bài vì nó cũng không nghe được rồi. Dạ. Là lên luôn. Dạ, một vị kế tiếp. Dạ. Rồi chúng ta tới câu số 10. Câu số 10 ở đây. Câu số 10. Ủa? Câu số 10 hả? Chờ xíu hả? Câu số 10 ở đây là rice is well cooked by the second daughter of the merchant. Cơm á, thì được khéo nấu. Được ai khéo nấu? Bởi người con gái thứ hai của người thương buôn nha.
Rồi ở đây chúng ta sẽ ra động từ nấu ở đây tức là bà cha tí là được nấu đây. Odano sa đú căng rồi. Bởi ai? Đú tí già dạ. Đi tú già, đi tú. Chia theo đi tú thì chia theo cái gì? Chia theo ma tú nha. Tại nữ tính mà. Như vậy chúng ta sẽ là đi tú già rồi, chính xác. Đi tú già. Đú tí già dạ. Qua ni chát xá, trường âm qua ni chát xá. Rồi anh nói tất cả ta tức là đi tú gia. Rồi út tất cả má ô đa nô kriya ba đá nha, nhớ viết viết cái chữ. Bạch cha tí quýt tha rita ba đá. Ở đây chúng ta có gì? Chúng ta có sa đố căng này nè. Là cái gì? Là trạng từ. Chúng ta không biết ở đây. Sa đố cá có là tính từ nha. Mà chia thêm ăn nữa. Nếu cái y tá ta thành trạng từ. Vittaritabada tức là Vanichasa. Vanichasa ở đây tức là cái gì? Đú tí già. Đi tú già. Rồi bách cha tí. Bách cha tí ở đây chia cùng cách cái gì? Không phải đi tú nha, mà chia cùng cách cái gì? Ô đá nô. Cô Hảo lưu ý ha. Ô đá nô. Rồi. Rồi ở dưới đây là bách chí. Bách chí chi cùng cách với cái gì? Mình nên nhớ rằng á, khi mà cái động từ bị động á, sẽ chia cùng cách với cái gì? Bổ túc từ mà chia theo chủ cấp. Nhưng mà hai cái phần phía dưới này chúng ta chia theo gì? Chúng ta chia theo mà gọi là chủ từ mà chia theo cách thứ ba nha, công cụ cách. Cho nên bách chí công cụ cách ở đây chúng ta dùng theo nghĩa là số ít. Bá chí thì chúng ta mở ngoặc ra là cho cái chữ gì? Đi. Đi tú gia. Bằng là. Nó là bá chí thôi nha. Nếu mà chúng ta chia theo năng động thì đó là bá chí. Bá chí tức là nhị ngữ căn. Bá. Cộng á. Cộng ý. Ý được xóa bỏ. Rồi bá chí ta. Rồi bắt ca. Rồi nữ tính số ít. Rồi chính xác. Chúng ta chia qua câu năng động. Câu năng động, câu bị động trên đây đó là cơm được. Cơm được ai? Người con gái thứ hai của ông gì? Ông thương nhân nha. Ông phú gì? Ông thương nhân nấu khéo. Thì ở đây tức là động từ nấu đây, nấu khéo đây, mà cái gì nấu? Nấu cơm. Đi ta, đủ tí gia đi ta. Quá ní chá. Quá ní chá nha. Quá ní chá xá. Quá ní chá xá đủ tí gia đi ta. Ô đa năng xa đủ căng. Ba chá tí. Rồi chính xác.
chụp cái bên kia cái để cho pháp vị khác lên luôn dạ. Câu 13. 13 rồi, tới câu 14 dạ. Xong rồi nha, tôi bỏ cho. Tại vì bản mình chỉ có hai thôi đó, cho nên mình tận dụng nhanh vậy đó. Rồi. Câu số 13 đó là many red clothes are washed in the tent by those women. Women. By those women ha. Tức là nhiều y phục màu đỏ, nhiều quần áo đỏ ha, nhiều quần áo màu đỏ. Được. Các nữ nhân ấy giặt ở tại hồ nước. Cái tank thì chúng ta sử dụng cái ao nước cũng được ha. Hồ nước, ao nước cũng được. Bởi panic quá Anuttakatta Vanita hi Uttakamma Vathani. Rồi Akhyata Dovijanti Vitharitapada Bahu Ratani Vathani Tani Vanita hi. Rồi Vabiyang Dovijanti. Chính xác rồi đó. Đô vi danh tế là bị động nha, passive á, chia theo cùng cách thế gì? Bổ túc từ chia theo chủ cấp. Chủ cấp đây là gì? Vathani. Câu số 14 là 300 mangoes are sold by the 6 torn women. Như vậy tức là 300 trái xoài được 6 nữ nhân cao lớn, 6 nữ nhân cao ha, cao ráo đó, 6 nữ nhân cao ráo bán. Wiki ni dành tí cho cái mà 300 quả xoài. Âm bà ni. Trăm thì chúng ta sử dụng. Tiền sắp đi tiền xa. Rồi. Chúng ta sử dụng là tiền sắp đi. Cô. 300 hả? Rồi, ok, 300 rồi. Trung tính sát tăng sát tà nó cần phải suy nhiều thêm sát tà ní lên rồi sát tà ní tị sát tà ní âm ba ní rồi 300 nữ nhân út cha bí anh ta biết rồi.
chuyển qua câu năng động. Rồi chúng ta nhìn lên bảng đây. Mình đã của tôi rồi. Rồi cái câu số 13. Đô vi danh tí, quát tha ní, đô. Đô quát tí. Rồi. Rồi, ung. Ý gì? Ý ta. Nữ tính số nhiều. Rồi, như vậy nếu mà chuyển qua năng động chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Đô quan tí, dạ, tức là các nữ nhân ấy, dạ, là giặt nhiều cái y phục màu đỏ ở tại cái hồ nước. Rồi ta vô quá đi, ta vô. Quá đi ta vô. Và hù ní. Rồi, qua beam. In. Qua gì? Vẫn là qua bí danh nha. Nhưng mà chúng ta từ từ. Từ từ. Rồi. Dạ được rồi. Câu 14. Dạ rồi. Mời một vị kế tiếp câu 15. Chúng ta tới câu 20 lận. Dạ.
Dạ rồi ha. Rồi chúng ta coi câu kế tiếp. Câu kế tiếp tức là câu số 14. 300. Rồi. 300 trái xoài ha. Tế sa ta ni am ba ni. Cái ni chấm. Rồi anuttakatta. Quá ni ta bi. Rồi. Vitharita pada. Ambani. Cha bi ujani. Rồi. Vikiniyati. Rồi. Chúng ta để luôn là Vikina luôn nha. Cái verbal base của nó luôn. Vikina. Hỏi trong cái câu này Ambani cho cái chữ Ambani rồi Wikinung cho cái chữ Wani Wanita nữ nhân ha, sáu nữ nhân rồi ở đây thì chúng ta tách nó ra là đúng rồi rồi
Nikinita. Kinita. Rồi. Wikita. Rồi. Nữ tính xe ba số nhiều rồi. Cha Ucha Wanita. Rồi. Wikinanti. Ambani. Âm bá là danh từ nam tính đúng không? Trung tính. Đắp bùn sức cát. Cả nam lẫn trung luôn nha. Tipitaka Palimimar đều là nam trung hết luôn rồi. Dạ được rồi. Tisata ni amba ni wikinate. Dạ chính xác. Câu 14 chính xác vậy. Dạ tiếp tục câu 16. Chụp cho chị. Rồi số bao nha. Có tận dụng được cái này thì tận dụng nha. À là có phân câu ra rồi hả? À vậy hả? Câu số 7 đó là T đưa Wanija Tasmin Gamang Bahuni Bandani là BH nha cô Loan thấy. BBH Bandani Wikinanti N chấm dưới ha. Rồi bán nhiều hàng hóa. Trong làng ấy mà phải chia là Game chứ sao Gamang hỉ. Tasmin Game. Mim chứ phải Min. Tasmin M chấm dưới. Câu số 7 trật nha, viết lại. Câu số 12 tức là Odano Bakko Dasiya Tassa Butte Nakya Batuhi Bunchi Yanti. Bunchi Yanti là chữ nhờ chứ phải chữ ngờ nha. Đây là chữ đánh ra rồi. Tức là cơm được nấu. Phải đưa cái từ mà. Rồi hẳn nhiên để chữ mà Bakko phía sau chữ Odano cũng được, Dasiya cũng được. Nhưng mà để về trước nó đúng hơn. Tassa Butte Nakya Batuhi. Và tu hí phải tìm chữ chá nữa. Thà chữ chá để cuối câu chứ không để chữ chá ở giữa. Chữ chá ở giữa là phải có hai chữ chá sau mỗi từ.
Tay cũng cầm gì đó nè, có cầm gì không ta?
Dạ rồi, chúng ta coi câu số 15. Câu số 15 đó là much wealth is given to his relation by that rich man. Rich man. Nhiều tài sản. Được gì? Được ông phú hộ ấy, được người phú gia ấy đã cho đến thân bằng, để cho đến quyến thuộc của ông ta. Nhiều phú hộ, nhiều tài sản, bahu ni đa na ni, đi dành tí rồi cho banh đu năng. Ở đây chia theo số nhiều ha, banh đu chia theo số nhiều tức là banh đu năng. Danh từ ở đây tức là danh từ nam tính rồi, bhikkhu năng ha, bhikkhu năng, u năng ha, u năng. Và danh từ nam tính thì chia là chữ bhikkhu á, để các bạn bhikkhu được rồi, bhikkhu năng ha, bhikkhu năng, khu năng hai, bốn dạng luôn tất cả đúng không? Nam tính đúng rồi, bốn dạng biết khu năng, xin là biết khu năng, biết khu năng đều được cả. Rồi rồi được. Bahu ni dana ni tena dana wan tena tassa bandu năng đi dành tí rồi bandu năng đú đu gì được hết nha, nếu mà ở dưới đây đu thì trên đây đu, còn đú đú hết luôn, bandu năng rồi ủa không nhầm nhầm lỗ rồi
Anuttakata là phải chia theo cái gì? Biến cách thứ ba nó là enán nha. Bởi ai? Bởi, đúng không? Thường là chúng ta hay chia vậy đúng không? Mấy câu sửa nãy đó. Rồi đúng rồi. Anuttakata là chúng ta chia ra cái thứ ba đó. Rồi Dana ni đi dành tí Vitharita Bada. Chúng ta Tassa là đây. Mandu năng Tê ná là chỗ này. Rồi còn Bahu. Bahu ni Dana ni. Rồi đi dành tí là đá. Nó không phải đá mà là đa nha. Rồi đi danh tí cho chữ gì? Hồi nãy nhắc rồi. Nhắc thì nhớ. Nhớ liền tại đó. Bỏ ra một cái là quên. Cho nên thường hai bạn cứ nhớ nha. Dạ. Đã đêm suốt. Ủa. À, còn ban đủ năng này nữa này. Bạn đủ năng thì là đi dành tí. Đấy. Rồi gì mà bạn đi bạn đủ năng đây. Đá đêm số là chia theo mà. Đá nó quanh tê ná. Rồi, ở đây thì thường chúng ta sẽ là đi danh tí, chúng ta sẽ chia cùng cấp với lại cái gì? Bổ túc từ mà chia theo chủ cấp, tức là đa na ní. Rồi, ở đây đó thì chúng ta chia theo cái gì? Chủ từ mà chia theo công cụ cấp, đa na quanh tên á. Tại nãy không có biết là cái vị đây, biết đây. Nhưng mà chia gì cũng tại đây đa na quanh tên á, tức là mời một người đúng không? The rich man mà. The rich man cho nên chúng ta chia theo là ý nha. Ý. Đã đi tù. Ngữ căng đa. Mà cộng gia gì? Cộng á, cộng ý. Á, cộng ý. Rồi gì nữa? Mở ngoặc ra. Đa này nó gấp đôi lên là đa đa. Đa đa rồi gì nữa? Á được xóa bỏ này. Á được xóa bỏ là phải A đổi thành Á. Đấy. A ở trong này đổi thành Á đó này. Nó mới là đa đi. Rồi. Đa đi tô đó là đa đa ý tô. Hoặc như là cái gì? Dino nha. Đa cộng nô. Đa cộng nô đây tức là cái gì?
DN này này. N N. Đấy. Rồi mở ngoặc ra tức là C3F nam tính. Tốt. Rồi. Câu chuyển qua năng động. Câu chuyển qua năng động của mình đâu? Câu chuyển qua năng động của mình đâu? Người nào làm câu số 15? Từ từ để tôi viết chuyển câu này lên cho chúng. Đấy, rồi. Đi câu đó xuống đó. Rồi câu số 16. Câu số 16 tên là all grass in this field is eaten by the eight oxen and four cows. Tất cả cỏ trong cái cánh đồng này được 8 con bò đực và 4 con bò cái ăn sạch. Khadiyanti. Rồi. Sapanita Tina ni. Rồi. Imam hi. Rồi. Ketam hi. Atahi gonehi. Chát tu hí nha. Chát tu hí. Đề nụ hí. Đề nụ, đề nụ hí. Chát. Rồi. Anukata. Anutakata. Gô nê hí. Đề nụ hí. Rồi. Utakama. Utakama sao mà lên tới động từ rồi. Utakama là gì? Tina ni. À, về Yajapara là chá. Rồi. Kriya Khadiyanti Vitharitapada Sapani Tinani Imam hi thì khách tâm hi. Imam hi khách tâm hi. Rồi Sapani Tini. Rồi. Trật rồi nha. Đây là bắt đầu là viết nè. Thứ nhất là imam hí, khét tâm hí, rồi bắt đầu là cái gì nữa? Khét tâm hí. Cái tâm hí ở đâu? Trên cánh đồng. Mà cái gì trên cánh đồng? Trên cánh đồng chúng ta chia theo gì? Khai đi danh tí nha. Tức là ăn trên cánh đồng. Được ăn trên cánh đồng. Khai đi danh tí. Rồi, phải. Rồi, xử lý hết cái chữ này. Rồi Atahi. Chuyện cách Gonehi. Kế tiếp nữa sẽ là Chatuhi. Chuyện cách Denuhi. Kế tiếp. Hết rồi. Rồi Khadiyati. Là tí nani chính xác. Là khát. Karate. 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 Căng kha nha. Karate. Rồi. Kha đung là chia theo cái gì? Gone và dene rồi chính xác.
Rồi, chính xác. Rồi. Kadung. Kadita. Á ý ta. Nam tính. Chúng ta có hình thái là kha đi tá thôi ha. Rồi kha đi ta là chính xác rồi. Được cách số nhiều. Rồi áp thá gôn na. 8 con bò đực. Đê nú là nữ tính đúng không? Đê nú là danh từ nữ tính. Mà chia theo mà nữ tính nha. Chắc tắt xô nha. Chắc tắt xô. Cái gì như là bạn nè. Chắc tắt xô. Chatasso denu cha sapani tinani imamhi ketamhi kadanti. Rồi được. Chủ cách nó vẫn là áp thá luôn, cũng là bánh giá luôn. Rồi chuyển qua đây, con này chuyển qua thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì đây. Tena dana vantena tassa bandu. Cái câu của người ta là cái gì? Nhiều cái tài sản ha, được cái người mà giàu có này cho đến quyến thuộc của mình. Cho đến quyến thuộc của mình, ra đan tí này. Tức là người giàu có, tức là người phú gia đó. Cho nhiều cái tài sản đến quyến thuộc của mình. Người phú gia. Người phú gia ấy mà tại sao lại chia theo ê ná? Nó phải là chủ cấp nha. Cho nhiều tài sản bá hu ní đa na ní, cái này thì cũng được. Đến cái tài đến gì, đến quyến thuộc, những quyến thuộc, đến những quyến thuộc chia theo cách thứ mấy, thứ tư, số nhiều. Ở đây chia theo chủ cấp số ít, tại vì ở đây lên chia lại. Người giàu có ấy thì chúng ta sẽ là cái gì, là số đa ná gì, đa ná qua. Đã nó quanh tô, đã nó qua. Chúng ta sử dụng đã nó qua luôn á. À, tại vì một người ở đây ha. So, đã nó qua rồi gì nữa? Ở đây đó là phát xá banh gì? Banh đu nô. Không nhầm, banh đu năng nha. Tại vì nhiều số nhiều ở đây. Đúng không? Phải banh đu năng không? Bị khú đó. Bí khu năng thì ban đu năng. Ừ, ban đu năng. Bá hu ní, đa na ní, đa đàn tí. Rồi, chính xác. Dạ. Yeah. À, không, đa, không, đa đa, đa đa, đa đa hả? Đa đa tí. Ừ. Rồi. Rồi như vậy chúng ta tạm nghỉ tại đây ha. Bữa sau chúng ta sẽ học tiếp vậy. Không muốn làm hết. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Buddha sasanang kirang tethato, Buddha sasanang kirang tethato, Buddha sasanang kirang tethato, sadu sadu sadu. Tôi sư câu 15 động từ đi danh tí. Modify đa nà tí đi. Nà tí thêm n tí à. Câu 15. Câu 15 là chỗ nào? Động từ đi danh tí. À, n tí. Rồi chụp lại cái nè. Thêm chữ n nữa nè. Đấy. Thêm chữ n nha. Từ từ chờ xíu, chờ xíu. N tí, rồi modify đi cũng N tí. Rồi, thế N vô thôi. Rồi, cảm ơn cô ạ.